Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Hai Lớn. Hiện tại mình và Hai Lớn đang ở Hội An và bây giờ sẽ quay cho các bạn xem Hội An sau dịch ra sao nhé. Hai Lớn. Hai Lớn, nhìn ra đây, nói gì đi. Nói gì được. Hai Lớn dị. Phía xuống dưới đây đẹp hơn này. Đứng vẫy tay đi.